em chào mọi người. Có gì cần giúp đỡ thì cứ kêu hai vợ chồng anh chị ha. Chị thích cưng rồi đó nha. Yên tâm, ghé tôi, ghé tôi. Bạn của Trang đúng không? À, chào bạn. Mình cũng là bạn của Trang. À, bạn tên gì? À, mình là anh Khoa. Anh Khoa. Gì? Mới xưng mình hả? Thường thường người ta nói là mình nó là để cho vợ chồng kiểu người ta yêu nhau, người ta xưng hô với nhau. Hay là có khi nào bạn nghĩ mình là vợ bạn? Thực sự luôn là ở nhà tôi tên là yêu và tôi nhỏ tuổi hơn bạn. Hay là bạn gọi tôi bằng em yêu được không? Như vậy được chưa? Wow, trời ơi. Mới qua nhà lần đầu tiên cho anh chép bình định rồi à, không biết là mấy lần sau qua rồi còn được ăn cái gì nữa hả? Xuất sắc. Ngon quá. Dạ, đây cũng được quá ha. À, nhưng mà phòng của tôi còn chỗ á, hay là qua bên đó không? Ở bên đó sạch sẽ, thoáng mát, thơm tho. Damn!